Thì hôm nay Thành sẽ có một cái bất ngờ dành cho các bạn. Đó là Thành sẽ đột nhập phòng điều trị để cho các bạn thấy hình ảnh của một vị khách hàng rất là đặc biệt của Thành, đó là chị Bích. Đây, một thân hình rất là đồ sộ, tình trạng tăng cân toàn thân. Với vấn đề tình trạng tích mỡ là đây là chị đã không thể nào giải quyết được. Nhưng bây giờ sau khi chị giảm được 13 kg thì Thành sẽ cho các bạn một bất ngờ nhé. Đây. Chị ra đây đứng với em đi. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi, anh cảm ơn em. Em biết không, chứ rất là vui luôn, chứ rất là tự tin luôn. Chứ cảm thấy là giống như là chứ trẻ là 10 tuổi luôn nha em. Chứ rảnh hơn nhiều nè. Chứ cảm thấy chứ dũng dẻo hơn nhiều luôn em. Con người của mình nhẹ ký hơn đó, là mình tự tin hơn, mình yêu đời hơn, yêu đời hơn thiệt. Hồi trước chứ lộn xộn lắm. Bây giờ chỉ biết hơi sửa sạn một tí, biết trao chuốt cho mình một tí xíu. Phụ nữ mình cảm thấy là mình yêu đời hơn tí nữa. Mà cảm thấy hơi trẻ hơn một chút mà. Không, cho trẻ hơn nhiều. Từ nay chứ cảm phải là giảm thêm một chút nữa cho nó đẹp thêm một chút. Nói chung là hôm nay nè, từ khi mà chị làm điều chỉnh xong ấy, em thấy da chị thay đổi sắc tố nè, tự tin nhiều hơn, cái tình trạng sạm nám của da cũng cải thiện hơn nhiều. Nói chung là hồi trước nám rất là nhiều, đặc biệt là hai vùng đây và vùng bọc mắt của chị. Hôm nay nhìn trẻ hơn, không còn tình trạng mất ngủ so với trước nữa. Còn sức khỏe hôm nay như thế nào nè? Đi lại như thế nào? Đi cứ khỏe, nghe nó không có bị đau khó mà. Hồi trước lên này cái chưa có chứ đi mỏi mới nhức hai đầu gối nè. Đi nhức hai cái đầu gối đi không nổi. Đi không bao giờ có phản đi xuống thang lúc lầu là chứ hạ họng không đó. Đi không nổi luôn. Rất là đau luôn. Tại vì còn bây giờ thì khỏe là đi ok. Nói chung mọi thứ đều có thể thông thắt rồi đúng không? Chị ơi, thì chị có phải là khách hàng thực sự của Korea hay là Korea đã trả tiền để cho chị nói những cái lời này? Rồi, chế là khách hàng thì sao không? Phải thực sự với trả tiền gì đâu. Chế là người uống thu hiền muội đi đến đây để mà kiếm giả béo chứ có trả tiền gì đâu, nó vậy không ạ? Dạ, rồi thì chị có thấy đọc cái địa chỉ của mình ở nơi mình sinh sống không? Địa chỉ của chế là 252 Nguyễn Linh, thành phố Sóc Trăng. Thì chế điều chỉ nhắn nhủ với các bạn hoặc là các chị, các em gì đó. Nếu như mà thật sự có điều kiện, có muốn giảm cân chế thì cứ việc đến Korea. Bởi vì đây là thật sự rất là tốt. Đây là trải nghiệm rồi, thật sự mà. Cũng đã từng muốn bỏ cuộc, đi đến đây rồi muốn đi về nha. Muốn đi về, không bao giờ tin tưởng nhưng mà đã đến rồi thì cảm thấy rất là thích. Dạ. Nên cứ việc đến. Chị ơi, bây giờ là để một cái minh chứng về cái vóc dáng của mình thì chị có thể bước lên một bước nhẹ lên bước một xíu xong rồi xoay để khoe cái body của mình được không? Thật sự rất là tự tin luôn à. Bấm tim không nha. Thiệt tình chứ vậy thôi quá trời luôn. Chị nhẵn chưa? Ok, thì Thành cũng chia sẻ là Viện Thẩm Mỹ Korea có rất nhiều chương trình ưu đãi vào dịp cuối tháng 2 này. Khi mà các bạn làm điều trình, mình sẽ được tặng gói điều trình cái tuổi đen đông trùng hạ thảo là lên đến 120 triệu, kèm theo nữa là hỗ trợ 100% chi phí đi lại. Và khi làm điều trình ở đây mình sẽ có phòng điều trị riêng biệt, cho nên các bạn không phải đắn đo về cái tình trạng dịch bệnh như hiện tại vì Viện Thẩm Mỹ đã hỗ trợ mình hết mức rồi. Cho nên nếu các bạn đang quan tâm về điều trình thì hãy để thông tin trên fanpage hoặc gọi trực tiếp vào số hotline sẽ có các chuyên gia hỗ trợ tư vấn về điều trình cho mình nhé. Cảm ơn chị Bích rất là nhiều. Mà bây giờ chị về nha. Tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream lần tới từ chi nhánh số 1 Trần Nhật Duật. Ưu đãi giảm béo đặc sắc nhất trong lịch sử tại Viện Thẩm Mỹ Korea, giảm béo tăng liệu trình cấy sỏi đen, đông trùng hạ thảo Nhật Bản lên tới 120 triệu đồng, tăng cường gấp 5 lần hệ miễn dịch, tạo rào cản vững chắc, ngăn ngừa virus corona, hỗ trợ 100% chi phí đi lại bằng ô tô riêng, cùng hàng ngàn ưu đãi đặc biệt khác, giảm béo tặng tiền mặt, giảm béo tặng liệu trình nâng cơ Ultherapy, gọi 1900 0361 để nhận ưu đãi.